Ngày 6 tháng 11, Thị ủy Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm 1971, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh trong vụ việc nhận hối lộ 40 triệu đồng của nguyên đơn. Theo Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh, bà Sương là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh, được phân công thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, đã thực hiện hành vi nhận hối lộ với số tiền 40 triệu đồng. Hành vi nhận hối lộ của bà Sương đã vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cơ quan. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt quả tang bà Sương nhận hối lộ. Thông tin bước đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết một vụ án dân sự, bà Sương đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự. Đồng thời, đòi nguyên đơn phải bồi dưỡng cho hội đồng xét xử số tiền 50 triệu đồng thì mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sáng ngày 3 tháng 10, khi bà Sương nhận 40 triệu đồng của đương sự tại phòng làm việc thì bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang.